Xin chào các bạn Hôm nay shop phong thủy Lương Sơn thanh lý cái bộ K6 màu vàng này Đây là một bộ kiếm nằm trong phân khúc khá của shop Và được rất nhiều khách hàng của shop ưa chuộng trong suốt 4 năm qua Đây là sẽ là những cái bộ kiếm cuối cùng trước khi shop nghỉ bán Thế thì ấy, những cái bộ K6 này là những cái bộ mới và không gặp vấn đề gì cả Nếu mà dành cho những anh em nào chưa biết thì shop sẽ giới thiệu lại về cái bộ kiếm này Thì bộ kiếm này gồm sẽ 3 thanh tiểu kiếm trung kiếm và thượng kiếm, tiểu kiếm 60 cm, trung kiếm dài 80 cm và thượng kiếm dài 100 cm. Đây là chi tiết bên ngoài của thanh kiếm này. Và đây là chi tiết bên trong của phần lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm này được làm bằng thép carbon chống dỉ và lưỡi nó dày 1mm Kiếm này chỉ để trưng bày thôi, không có khả năng gây sát thương các bạn nhé Thì thì shop chỉ giao hàng ở khu vực Hà Nội và các tỉnh xung quanh Hà Nội Nếu mà các bạn nào muốn đặt hàng cái bộ kiếm này với cái giá tốt nhất thời điểm hiện tại liên lạc với shop theo số điện thoại trên màn hình Shop sẽ giao hàng tận nơi và các anh em sẽ được xem hàng rồi mới thanh toán tiền